Thưa quý vị và các bạn, với phương châm lấy xã thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng chống dịch, huyện Tiểu Cần quy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của sự đoàn kết, dân và đảng chung lòng bảo vệ vững chắc vùng xanh. Để phấn đấu bảo vệ vững chắc vùng xanh, cấp ủy các cấp ở huyện Tiểu Cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động và xem đây là điều kiện tiên quyết nhằm phát huy vai trò chủ thể trong nhân dân, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền trong huyện đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Ấp Hòa Thành, xã Hồng Hòa là nơi đầu tiên ở huyện Tiểu Cần phát hiện có một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo đó, có 21 hộ dân với 64 nhân khẩu trong ấp thực hiện theo quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội để khống chế dịch bệnh, mà chúng ta hay nói khu vực đã bị phong tỏa. Khu vực phong tỏa mới đầu khi nghe ai cũng sợ, ai cũng dè chừng, nhất là người dân trong khu vực phong tỏa. Nỗi lo càng tăng thêm, chính quyền địa phương lúc đầu còn khá lúng túng, nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, tỉnh, huyện đã chỉ đạo quyết liệt công tác khoanh vùng, dập dịch, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân yên tâm phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Địa phương cũng có tổ chức một cái tổ COVID cộng đồng là đi vận động là gạo nè, rồi thức phẩm nè, rau củ quả nè, để cho là trong khu vực đó là người ta mỗi người được một phần. Hàng rào phong tỏa hiện đã được dỡ bỏ, cuộc sống người dân đang dần ổn định trở lại trong thời gian tỉnh đang còn thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị 10 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian phong tỏa đã qua và tình người nơi đây gắn chặt thêm. Đối với cấp ủy chính quyền địa phương thì công tác tuyên truyền vẫn tiếp tục được quan tâm và xác định đó là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Chi bộ phân công từng đảng viên là phụ trách từng cụm của cái tổ COVID cộng đồng. Thì trong cái phụ trách là mình đến từng nhà, gõ từng nhà, rồi từng đối tượng để mình rà soát là những cái con em đi làm ăn xa. Đặc biệt là những con em đi làm ăn xa là chúng ta phải là ghi rõ họ tên, và đồng thời là khi có về thì đến địa điểm là trạm y tế xã là khai báo y tế. Tiếp theo đó nữa thì là luôn tuyên truyền là vận động bà con, nhất là trong cái khu vực khu dân cư đông đúc, đặc biệt là ấp có cái điểm chợ, thì cái điểm chợ thì thường là bà con tập hợp đông. Trong công tác chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bên cạnh công tác tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thấy vai trò, trách nhiệm và là chủ thể chính trong thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì các tổ COVID cộng đồng được xem là kênh thông tin quan trọng để cấp ủy, chính quyền nắm thông tin tình hình trong nhân dân. Với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau, không để người dân nào thiếu đói, thông qua kênh thông tin từ các tổ COVID cộng đồng, huyện Tiểu Cần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Hiện nay, ở mỗi xã, thị trấn trên địa bàn luôn dự trữ sẵn nguồn lương thực, thực phẩm thiết yếu để triển khai hỗ trợ kịp thời cho dân. Trong thời điểm giãn cách hiện nay đó thì ít nhiều gì phải nói người dân cũng gặp khó khăn. Do vậy thì ngoài cái gói hỗ trợ chung của nhà nước đó thì chúng tôi cũng thực hiện tốt cái công tác sinh hội, vận động cái xã hội hóa rồi các cái nguồn lực để rồi hỗ trợ kịp thời. Thì đối với về cái công tác tuyên truyền đó thì phải nói xác định đây là một cái nội dung hết sức là quan trọng. Tất nhiên khi mà người dân hiểu, biết để rồi có chủ động thực hiện đúng theo định đó thì chúng tôi cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Thứ nhất đó thì có thể tuyên truyền thành lập qua nhóm Zalo rồi Facebook và tuyên truyền bằng cái loa di động của xã. Tôi tận dụng tuyên truyền là giáp hết các ấp, thành lập một cái tổ tuyên truyền lưu động. Trên cơ sở đó thì cũng gắn với cái tuyên truyền trên trạm truyền thanh của xã. Nói chung là một cách là kịp thời, những nội dung sàng lọc, những nội dung nào mà trọng tâm, cần thiết và liên quan trực tiếp về công tác phòng chống COVID thì chúng tôi tuyên truyền một cách là kịp thời, sâu rộng đến người dân và bằng nhiều hình thức. Phải nói quan tác tuyên truyền thì đã mang lại hết sức là cái hiệu quả. Người dân đã hiểu được, từ đó thì đã thực hiện một cách triệt để, an toàn về công tác trong cái phòng chống dịch COVID. Trong thời gian qua, huyện ủy Tiểu Cần đã kịp thời triển khai, cụ thể hóa
nhiều văn bản theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời, huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sự tham gia của người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quan điểm lấy xã thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng chống dịch với nhiều hình thức phong phú. Song song đó, phát huy vai trò của 613 tổ COVID cộng đồng trên địa bàn toàn huyện. Trong cái công tác chỉ đạo thì huyện ủy cũng chỉ đạo để thành lập các cái ban chỉ đạo và kịp thời kiện toàn các ban chỉ đạo và cũng chỉ đạo thành lập 6 cái khu cách ly tập trung để thực hiện cách ly đối với các cái đối tượng theo quy định. Và đó thì cũng thực hiện nghiêm các cái văn bản mà thực hiện giãn cách xã hội thì huyện cũng thành lập 4 chốt kiểm tra, kiểm soát ở 4 xã ở ngõ vào của huyện và các xã thị trấn thì cũng có thành lập 7 cái chốt để trực các cái người dân đi và thành lập các cái đội để đi tuần tra canh gác đối với các cái hộ dân trong cái người dân trong cái thực hiện giãn cách xã hội. Bên cạnh các đồng chí ủy viên thường trụ, ủy viên ban chấp hành, lãnh đạo các cơ quan, ngành, đoàn thể tăng cường xuống địa bàn nắm chắc tình hình, góp ý chỉ đạo, đặc biệt là phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình cùng tham gia trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, huyện xem đây là một tiêu chí để đánh giá cán bộ. Song song với công tác tuyên truyền, công tác an sinh xã hội luôn được huyện quan tâm và thực hiện đạt hiệu quả cao. Huyện Tiểu Cần đã vận động và hỗ trợ cho đối tượng khó khăn do dịch COVID-19 với số tiền trên 4 tỷ đồng, đồng thời chi trả cho trên 11.200 trường hợp theo nghị quyết 68 của Chính phủ với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng. Đang xem xét giải quyết cho thêm 1.101 đối tượng mới, đã tổ chức cấp phát trên 140.000 ký gạo cho hơn 9.300 đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn toàn huyện. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trong cái thực hiện giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì phải chủ động hơn nữa trong cái công tác phối hợp và kết hợp thì tiếp tục thực hiện tốt cái công tác an sinh xã hội và công tác tiêm ngừa vaccine cho trong mùa dịch và chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường tuần tra canh gác để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội về an ninh nông thôn và tăng cường cái công tác nắm tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên và dư luận xã hội, kịp thời xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm trong cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Quy động và phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân là yếu tố then chốt trong công tác phòng chống dịch COVID-19 để Tiểu Cần bảo vệ vững chắc vùng xanh.